em có thể kiên định hơn hay là vững vàng hơn ấy, nó sẽ bắt đầu từ việc em chọn. Đầu tiên là câu hỏi của bạn là làm như thế nào để có thể kiên định hơn. Nó cũng đồng nghĩa với việc là làm như thế nào để chúng ta vững vàng hơn trong trong cuộc sống. Và sự thật là cái việc em có thể kiên định hơn hay là vững vàng hơn ấy, nó sẽ bắt đầu từ việc em chọn. Mà chọn này nó không phải chỉ là chọn cái việc mình nói là chọn, mà mình phải chọn thật sự ở bên trong mình. Có nghĩa em phải có đủ lý do đủ lớn tại sao em cần phải chọn mình sẽ trở nên kiên định hơn. Và lý do càng lớn thì sự chọn của em nó càng mạnh. Nhưng chọn không và lý do lớn không nó vẫn chưa đủ để cho em có được sự kiên định và vững vàng. Em phải dám rèn luyện là tiếp theo. Rèn luyện ở đây là em phải tăng trưởng được cái nội lực ở bên trong lên, cái sự điềm tĩnh ở bên trong lên. Làm thế nào để mình tăng trưởng sự điềm tĩnh? Em hãy dám đối mặt với những thứ mà em không thích đi. Càng những cái thứ em không thích thì em càng đối mặt với nó nhiều vào. Sự vững vàng của em sẽ tăng, nội lực của em tăng, và lúc đó kiên định cũng sẽ tăng. Dễ thôi nhá, từ cái dễ đến cái khó. Ví dụ mình ghét ăn ớt lắm, mình nên là thấy ớt là mình né, thấy hạt tiêu là mình né rồi. Mà không, bắt buộc là cái món này đã bày ra có ớt hay hạt tiêu vẫn ăn. Thì ăn vài lần cảm thấy quen. Quen thì tự nhiên nội lực trong việc ăn ớt tăng, đúng không? Và cuộc sống cũng thế. Mình ghét đối mặt với cái người này lắm. Mình gặp họ là mình cứ tảng lơ đi. Hoặc mình gặp họ mình không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt họ. Vậy thì bây giờ mình đặt ra mục tiêu, mình sẽ gặp họ và mỉm cười. Mình sẽ nhìn thẳng vào mặt họ và mỉm cười. Mà trước khi thực tập với họ, cái người mà mình khó chịu đó, thì mình thực tập với những người xung quanh. Cứ gặp ai mình cũng nhìn thẳng vào mắt họ và mỉm cười. Sự điềm tĩnh tiếp theo là lắng nghe hết rồi hỏi sau. Đó là khả năng lắng nghe sâu. Giữ sự tĩnh lặng và lắng nghe thật sâu. Có thể những lúc khi mà mình đang lắng nghe, mình không muốn nghe nữa, mình chỉ muốn hỏi thôi. Nhưng mình phải tự nhắc lòng mình rằng không, mình sẽ lắng nghe hết. Sau đó mình sẽ hỏi. Đấy là việc mình đối mặt với những thứ mình không thích đấy. Cái thích của mình là nói mà, cái không thích của mình là nghe mà. Thì mình đối mặt với cái đó, nội lực của mình sẽ tăng. Một cái điều nữa đó là mình phải dám cho những cái tổn thương bên trong của mình được được chữa lành. Được chữa lành rồi có nghĩa là mình đang ấp mà, mình phải lên đến con số 0 thì mình mới chọn là vững vàng với bền bỉ với mạnh mẽ nó ở trên này được, thì mình phải đưa từ âm về 0 đã. Còn cách chữa lành như thế nào thì chúng ta có từ sáng đến nay rồi đấy. Không phải qua lý thuyết mà qua cả những cái mà chúng ta thực hành cùng với nhau luôn. Và đừng bao giờ mắc kẹt ở trong bất kỳ một điều gì. Các bạn có biết rằng cái điều gì dễ đánh gục chúng ta nhất không? Đó chính là những cái gì chúng ta hay mắc kẹt nhất, những cái gì chúng ta coi trọng nhất, những cái gì chúng ta dễ ràng buộc nhất, thì những cái thứ đó chúng ta dễ bị đánh gục bởi nó nhất. Vậy nên mình thấy mình đang đau khổ, tổn thương, tuổi thơ không hạnh phúc. Mà gia đình của mình thì mình biết rồi, gia đình các thế hệ với nhau nó giống như một vòng lặp á. Ông bà không hạnh phúc, ông bà đánh mắng bố mẹ không hạnh phúc, bố mẹ lại đánh mắng mình lại không hạnh phúc, mình lại trao cái không hạnh phúc đấy cho con. Cái vòng lặp đấy bao giờ thay đổi đây? Sẽ thay đổi khi một người trong gia đình đó thức tỉnh. Và cái người trong gia đình đó có thể cần thiết là mình bây giờ. Và mình bắt đầu thức tỉnh, mình bắt đầu thay đổi đi. Bất kể mình đang có mâu thuẫn gì với họ, mình cũng gạt hết sang một bên để mình có thể nhìn họ như là những con người với nhau nhìn nhau thôi. Chứ không phải nhìn người này à kẻ phản bội, kẻ tội gây ra tổn thương, kẻ tệ bạc. Mình nhìn họ với một ánh mắt trong sáng hơn. Và để em có sự vững vàng nữa, em phải dám làm những việc khó. Những việc em không thích rồi cũng là những việc khó, nhưng thậm chí có những việc khó hơn nữa. Thì em phải sẵn sàng
làm những việc khó, để làm sao khi mình làm những việc khó, mình sẽ vượt qua được vùng an toàn của bản thân và mình sẽ học hỏi được những điều mới. Và có một cái cách rất là dễ để mình thực tập cái sự điềm tĩnh, cái sự lắng nghe sâu hay cái sự vững vàng, kiên định ở bên trong, đó là em thực tập thiền. Và em phải rất kỷ luật với điều này. Em hãy đặt ra cho mình là mỗi ngày tôi sẽ ngồi thiền bắt đầu từ 15 phút, 30 phút, 45 phút, 1 tiếng. Và tôi không được ngồi một lúc sau đó không có ai xung quanh mà. À bây giờ mình thiền này cũng ai nhìn thấy đâu, ai biết đâu, bây giờ mình đứng dậy cũng ai biết đâu. Thế là thôi. Thì nếu như chúng ta đứng dậy ngay như thế thì chúng ta không dám làm việc khó rồi. Và chúng ta không phải là yêu thương bản thân mà nuông chiều bản thân rồi. Nó cũng đến từ việc là cái chọn của chúng ta chưa đủ lớn mà thôi. Thật ra em và người ấy nên sống tách xa nhau một thời gian. Điều đấy là điều cần. Ly thân hoặc ly hôn có thể nó chỉ là hình thái thôi, không quan trọng. Nhưng việc em và người ấy cần sống tách xa nhau một thời gian để làm gì? Để xem là hai người có thật sự cần có nhau hay không, có thật sự trân trọng nhau hay không. Bởi vì có những lúc chúng ta gần nhau đến cái độ mà chúng ta mất đi sự trân trọng, sự hiện hữu của nhau trong cuộc đời mình. Nhưng những lúc mà chúng ta tách xa nhau ra thì chúng ta lại bắt đầu thấy những cái điều tốt đẹp ở họ dễ thấy hơn. Đặc biệt khi tâm của em tĩnh và lắng. Nên có thể thời điểm này hai em đang tách nhau ra một thời gian, nó là tốt cho cả em và cả người ấy. Còn cái việc mà em trốn chạy và không có dám đối mặt thì nó đến từ một phần từ nội lực của em yếu. Em không có đủ sự tự tin để em đối mặt với vấn đề đấy. Em có quá nhiều sự sợ hãi ở bên trong. Và bằng những cái cách mà vừa chia sẻ với em để tăng cái nội lực thì em cũng sẽ có thêm nhiều sự tự tin để em dám đối mặt. Và đối mặt với cái điều này ở đây, đó là kể cả là em có ly hôn với người ấy hay là em ly thân với người ấy, nhưng em vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người ấy. Em vẫn có thể hỏi thăm người ấy. Em vẫn có thể nói với người ấy những điều tử tế. Và kể cả là bọn em có chấm dứt đi chăng nữa thì em vẫn nên nói với người ấy những cái điều tử tế. Ngày hôm nay em cũng có thể về và thực tập một cái bài đối mặt với người ấy như sau. Em có thể viết xuống cho người ấy một lá thư, nói những cái điều mà người đấy đã làm cho em trong suốt những cái thời gian mà tụi yêu nhau đến lấy nhau. Bởi vì chắc chắn là anh ấy cũng làm cho em nhiều điều tốt đẹp lắm. Hãy cảm ơn những cái điều đấy và trân trọng những cái điều mà người ấy đã làm cho em đó. Một lá thư đơn giản vậy thôi. Trong lá thư đó sẽ không có sự phàn nàn, sẽ không có sự trách móc, sẽ không có sự chỉ trích, sẽ không có ngày mai chúng ta lên tòa hay ngày kia chúng ta lên tòa, mà chỉ đơn thuần là một lá thư nhắc chính em về những cái điều tốt đẹp người đó đã làm. Đó chính là sự đối mặt. Và khi em dám đối mặt lại với mối quan hệ đó bằng một tâm thái mới đó, thì chắc chắn chính em cũng sẽ là người được hưởng lợi nhất. Vì là em sẽ được chữa lành dần dần. Đấy là cách đối mặt. Còn không né được đâu. Em chỉ né được là không gặp người ta thôi. Nhưng mà mình sẽ luôn luôn nghĩ và nhớ đến người ta với những cảm xúc tệ. Thì cái đó là gọi là mình tránh về mặt hình thức bên ngoài, nhưng về mặt nội tâm bên trong mình đâu có né được. Tại vì chúng ta không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ kiểm soát được số lượng những suy nghĩ tích cực nhiều hơn hay số lượng những suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Bằng cách là khi chúng ta thấy mình có số lượng những suy nghĩ tiêu cực đang rất nhiều thì chúng ta chủ động tạo ra nhiều suy nghĩ tích cực để bù đắp lại. Thì cái đó là cái chúng ta có thể làm được. Còn đương nhiên là bảo ngồi thiền để cho tĩnh, nó cũng giúp em tĩnh, nó giúp em rèn luyện cả việc khó nữa, nó giúp em thấu hiểu cả bản thân nữa. Tại vì ngồi thiền là một việc rất rất khó, chứ không phải là khó đơn thuần. Chúng ta rất dễ bỏ cuộc, đặc biệt khi không có ai nhìn chúng ta.